Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tôi tham khảo qua một vài nhà vườn có những cây mang đến ở khu vực thương mại tại lễ hội hoa cây cảnh Đông Triều 2020. Khu vực này có một số những cái tác phẩm của một nhà vườn mang đến, tôi cũng cảm thấy rất là chất lượng. Vâng, qua quan sát tổng quát chung tất cả những phẩm ở đây, Đỗ Sinh giới thiệu với các bạn một tác phẩm si. Vâng, không phải si bám đá mà gọi là có thể là si dựa vào vách đá. Một cây si tầm nhỏ, một người bê được. Kể cả cái chậu các anh trang trí đặt trên cái chậu cũng rất là đẹp, chậu già cổ, chân quỳ. Đây là hình ảnh. Sau đó Đỗ Sinh sẽ giao lưu với anh chủ vườn có những cái tác phẩm được bán trong khu thương mại để chúng ta cùng nhau giao lưu. Cây xì dáng rất hay. Cái viên đá mà các anh để vào đây ấy, nó phụ họa cho cái thân cây xì. Nhìn nếu mà theo cái bóng thì nó có vẻ đậm đà hơn. Và viên đá được cái đó là đá nhìn rất là nham nhở, màu cũng hợp với cây si. Ở đây mới là mặt phải đây này. Vâng, tôi đưa ống kính để giới thiệu với các bạn, chúng ta cùng nhau lưu với anh chủ vườn mà chúng ta đang thưởng thức cây si. Chào anh nhé. Vâng. Vâng. Anh tên gì anh ơi? Con tên là Hậu ông ơi. Anh là Hậu. Vườn nhà mình ở địa bàn nào anh? Nhà mình ở dưới Hồng Thái. Hồng Thái Đông. Hồng Thái Đông. Vâng. Thị xã Đông Triều. Anh mang đến tất cả cái số cây ở vườn nhà mình đây à? Không ạ, đây là mới là mang một phần thôi. Một phần thôi. Với cái cây si này thì nếu mà khách giao lưu thì anh báo giá bao nhiêu anh? 4 triệu. 4 triệu à? Vâng. Vâng, hợp lý đấy. Và anh cho tôi số điện thoại, anh đọc chậm nhá, để anh em có xem những chương trình của Hương Sắc Đỗ Sinh có cái cơ sở để giao lưu với chúng ta. Vâng, ok ok. 0332 198 269. Vâng, cảm ơn anh. Tôi soi lại cái cây si mà báo giá 4 triệu một lần nữa để cho chúng ta thưởng thức. Rồi, tôi đã chụp một kiểu ảnh để làm cái ảnh bìa cuốn video giới thiệu với các bạn cây si 4 triệu ở khu cây thương mại tại hội lễ hội hoa cây cảnh Đông Triều 2020. Tiếp đến cây mai chiếu thủy. Vâng, thoạt nhìn bóng của cây mai cũng rất là đẹp, bởi vì cái bệ và phần côn thân theo nhịp từng tay một. Đây đã. Vâng, còn đây là phía ngược lại của cây mai chiếu thủy, chúng ta quan sát tiếp này. Đẹp nha. Phải nói là anh làm cái phần tán của nó cũng dày dặn, cũng tuyệt vời đấy. Cái này nó nhỏ. Rất là già. Vâng, cái vết cắt không còn nhìn thấy nữa, hết sẹo luôn. Anh báo giá bao tiền cây này anh? 20 triệu. 20 triệu. Vâng. Rồi.
Vâng, chúng ta chuyển tiếp đến một bệ xi. Một bệ xi có cái cốt thân này rất là đậm đà. Rồi, đẹp đấy. Vâng, qua hình ảnh của bệ xi, tôi đã xoáy kỹ ở mọi góc. Và bây giờ tôi cũng muốn tham khảo qua cái ý kiến của anh chủ vườn. Khi giao lưu cái bệ xi này thì với giá khoảng bao nhiêu anh? Khoảng 20 triệu. 20 triệu? Vâng ạ. Vâng. Rồi. Vâng, tiếp đến chúng ta cũng thấy có một bệ xi nữa. Đây là cái xi búp đỏ. Vâng. Đây. Vâng, cũng là những bệ xì rất là già đấy. Đây thôi, để ý anh có rất nhiều những bệ xi tầm nhỏ và mini này. Còn bên này nữa. Vâng, với cái bệ này thì giao lưu giá nào anh ơi? 25 triệu ạ. 25 triệu. Vâng. Bên này là một bệ nhỏ hơn. Nhưng cái đây không phải cái xi búp đỏ. Đúng không? Là cái xi. Cái xi đây. Nhưng cái này cũng già. Quá già. Già đẹp hai thân. Con này thì nó hồng, búp hồng. Búp hồng hơi phơn phớt đây. Phớt hồng. Cây này bao nhiêu anh? Cây này 35 triệu. 35 triệu, đắt hơn cái kia. Rồi. Vâng, và tôi thấy có một cây túc. Cây túc dáng cũng đẹp. Cái chính là cái phần củ ở dưới cái gốc này. Đấy. Anh dùng tay anh xoay bỏ điếu thuốc đi, vứt bỏ điếu thuốc cháy hết rồi. Nào, anh dùng hai tay anh xoay thôi. Đấy, tôi nhìn hết cái phần gốc này đã. Rồi, sau chúng ta đưa lên phía trên. Được. Tay cành nét làm được rồi. Hoàn thiện cả rồi. Cây túc thì khi ra là lộc đỏ, nhưng mà đây là đã qua ít nhất cũng phải đổ một tháng rồi, cho nên một chuyển sang màu xanh và lá to hơn. Hoàn toàn là nhất trí. Vậy là cây túc bonsai mini như thế này thì anh giao lưu giá bao nhiêu anh? Giá 3 triệu rưỡi. Bao nhiêu ạ? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Vô tư. Vô tư rồi. Anh báo giá cây xi này rất là hấp dẫn. Và tất cả cái khu này của anh hết à? Vâng. Từ đây đến cái ô tô kia đi. Vâng, đến ô tô. Vâng, vâng. Vâng, tôi sẽ đưa hình ảnh của một số những cái tác phẩm xung quanh nữa. Ngoài kia có không? Không ạ, ngoài kia là cây trưng bày. À, cây trưng bày à? Ngoài cái đơn. Tôi tưởng là mấy cây từ ngoài cây đơn kia của anh cả. Rồi, tức là toàn khu này thôi. Cũng được. Nói về cây xi, tôi chia sẻ với các bạn nhiều những cây đẹp. Bên cạnh đó còn có những cái bệ cũng không kém phần đây. Cũng là của anh ấy cả đây. Đấy. Là một những cái cây xi tai chuột nhỏ mini đây. Và cây này có phải là cây
cây du gia đó. Cây du gia đây. Đấy, những cái cây dây dòng cây ít gặp. Cây nào anh? Cây này. Cây này à? Ừ. Cây này nhà em có không? Em không có gì. Em không có cây du gia nào à? Không. Ờ. Đẹp như này. Đẹp không? Không cần tưới nhiều đâu nhỉ? Cũng phải đủ dưỡng ẩm cho nó có nước chứ, để nó còn sống được. Và đây cái bệ si này nữa, những cái bệ rất nhỏ nhỏ này, xinh xắn này. Ví dụ như cái bệ si này giờ giá bao nhiêu? Cái bệ nhỏ nhỏ này. 3 triệu, 3 triệu chú ơi. 3 triệu à? Vâng. 3 triệu bệ này. Và tôi thấy anh có cái cây túc dáng trông như một con long nhỉ, con rồng nhỉ? Đúng rồi ạ. Ừ. Để hơi thấp thì mình hơi khó thôi, rồi tôi ngồi xuống. Vâng. Hay đấy. Đằng sau có cây tử, giờ đứng dậy sang chuyển sang mặt kia. À, cây này mà cây cao lên nó dễ nhìn hơn. Rồi, cây túc. Con này cháu giao lưu rồi. À, bán rồi à? Vâng. Khách lấy rồi. Vâng. Giá bao nhiêu đấy? 5 triệu ạ. 5 triệu. Quá đẹp. Sướng rồi nhỉ. Giá anh quên để cửa nhà nhỉ. Hai bên hiên tuyệt vời. Đúng rồi, túc này chơi chỉ cửa thôi. Rồi, tôi sang mé bên này xem nào. Mé bên này ngồi xuống để cho ngồi xuống để lấy được cái anh nói là mặt này mặt phải à? Đúng rồi đấy. Nó hơi thấp, nó để trên cái đồn thì dễ soi à. Được. 5 triệu. Quá là hợp lý. À, thế là vậy là khách mua rồi, để đây. Rồi. À, đó là một vài những cái tác phẩm mà tôi chia sẻ với các bạn qua cuốn video này để chúng ta giao lưu. Với số điện thoại của anh chủ vườn trên video mà anh đọc chậm vừa rồi. Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn để chúng ta chuyển tiếp những video tới.